Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên mà hàng người đề và ông thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm âm ly cổ đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Bellmaster. Và dòng này sẽ có tên model là 900 nha anh em. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà được sản xuất vào những năm 1964 rồi anh em ạ. Và con này hàng nó là cực kỳ hiếm luôn anh em ạ. Giá trị sưu tầm nó là cực kỳ cao. Anh em trưng bày và nó là rất là đẹp luôn anh em. Con này là dòng sản phẩm âm ly mà nó sẽ có liền loa nha anh em. Đây anh em sẽ thấy là nó sẽ có hai cái loa ở hai bên. Và con này thì anh em có thể mà nghe đài radio thì con này được luôn nha anh em. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà ở phân khúc giá rẻ anh em ạ. Chỉ với 5 triệu đồng thôi. Và cấu hình con này mình thấy là rất là tốt và nó cũng rất là dễ để mà anh em phối ghép loa nha anh em. Đây hiện tại thì mình đang mở đài FM, mình sẽ test luôn trước và đài FM cho anh em cùng thưởng thức chất âm luôn. Con này thì nó sẽ qua hai cái loa này nha anh em. Thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, tê buồn chân tay. Để hiểu rõ hơn về hoạt chất KG1 và sản phẩm Khương Thảo Đan, quý vị có thể gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1156. Nếu là cuộc gọi nhớ, tổng đài sẽ gọi lại cho quý. Đây, mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Thiết kế cái này và nó là rất là đẹp và rất là bắt mắt anh em. Đây, cái này nó sẽ có vỏ là bằng gỗ nha anh em. Đây, đây là mặt sau dòng sản phẩm này. Con này thì nó sẽ đến từ thương hiệu của Bellmaster, model là 900 nha anh em. Đây, viết tắt là B&O. Con này sẽ có dòng điện ra 220V. Đây là dòng điện mà nó sẽ theo cái tiêu chuẩn mà của thị trường châu Âu. Còn công suất của nó là 15-65W nha anh em. Nói chung thì hầu hết tất cả các dòng sản phẩm âm ly mà đến từ thương hiệu của Bellmaster, mình thấy là công suất nó chỉ dao động ở chừng này thôi em mà. Nhưng mà mình thấy nó đánh cũng rất là lực, nghe và nó rất là căng nha anh em. Dòng này thì nó sẽ chạy cho chúng ta tổng cộng là 5 con sò sắt của Motorola nha anh em. Đây, 1, 2, 3, 4 và 5 con sò sắt của Moto. Đây là dòng sò và phải nói là khuất đại âm thanh nữa rất là tốt anh em ạ. Dòng này nổi tiếng là từ xưa đến tập thời điểm bây giờ cũng có rất là nhiều những dòng sản phẩm mà chơi cái dòng sò nha anh em. Còn bên cạnh là các cổng nếu mà anh em cắm dây loa và kết nối tín hiệu nguồn vào để anh em có thể mà cắm dây loa. Còn cổng bên dưới là anh em sẽ lấy tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Và Nhật cũng tập luôn cho anh em hai cái jack chuyển ra dây loa để cho anh em có thể mà dễ dàng phối ghép hơn. Và ở bên đây anh em sẽ thấy là cái cổng mà nó sẽ ra dây AV cho anh em. Cũng tập luôn cho anh em một cái đồ để mà anh em chuyển ra bung sen để cho anh em có thể mà dễ kết nối và dễ chơi hơn. Nói chung anh em mua con này về cho bị chơi thôi, nhưng mà không cần phải mua thêm cái chất chuyển lằng nhằng. Ở bên đây anh em sẽ thấy là cái cổng này, cái cổng đài anh em, nó có sẵn một cái dây đài luôn cho anh em. Còn bên đây là cổng mà anh em cắm dây mát. Nói chung đây là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là rất là tốt, nhưng mà nó vừa có đường loa, vừa có những cái chạm mà anh em cắm thêm dây loa. Nếu mà anh em mà nhà anh em mà có sẵn dây loa rồi mà anh em mà muốn chơi loa của anh em mua về con này và anh em chơi trực tiếp với loa của anh em luôn cũng được. Và anh em chơi với cái loa của con này thì mình thấy cũng rất là ok luôn anh em à. Và bây giờ thì Nhật cũng sẽ test luôn về chất âm của âm ly Bellmaster 900 này mà anh em. Và hiện tại thì Nhật đang kết nối cả dây loa và cả dây AV trong sản phẩm này. Đây, dây AV là nó sẽ ra cái đầu 5 chấu và ra bung sen. Đây là cái đầu mà Nhật sẽ tập luôn cho anh em. Còn đây là hai cái mà anh em chuyển qua dây loa nha anh em. Nói chung anh em mua và xài thôi, rất là tiện lợi nha mà. Và hiện tại mình đang kết nối con này với cặp loa của Victor nha anh em. Còn mà dòng Zero Wi-Fi rất là nổi tiếng của Victor. Đây mà anh em còn vừa thích âm. Đây con này nó sẽ chơi tất cả các hệ thống loa nha anh em. Hai loa của cái máy này và hai cái loa Zero Wi-Fi. Ai sẽ đưa em về trời xa.
sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Nếu ngày mai xa cách nhau, anh chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ mưa ngâu, của Bellmaster 900 thì bị đánh giá là rất là ok. Nhưng mà con này mặc dù là một trong những dòng sản phẩm liền loa mà loa nó cho giải bass nghe rất là ấm nha anh em, và đập nó là nghe rất là căng anh em à, giải chép thì nghe reng keng, tiếng của nó là rất là sắc sảo nha anh em. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà cổ nhưng mà nhưng tiếng thì mình thấy nghe rất là ok luôn anh em, đủ là cho anh em mà phục vụ để mà chơi những bản nhạc vàng hoặc là những bản nhạc bolero và phải nói là hết sảy luôn. Rồi lên phía sau và tổng quan âm ly Bellmaster 900 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.